Ok. Ok, chào mọi người nhé. Mình là Quyết Bonito đây. Mình cùng Antonio bây giờ đang trên đồi đi xem thăm cái ngô nếp sau hôm vừa rồi bạn ấy đi phun thuốc sâu như thế nào đấy. Thì hiện tại bây giờ là đang kiểm tra lại thì cái tỷ lệ sâu chết cũng đến được khoảng tầm 80% thôi. Bây giờ móc ra thì vẫn có những cái con sâu nó đang còn sống ấy. Khả năng là mấy bọn này nó chưa ngấm thuốc hay là nó đã kháng thuốc rồi thì chưa biết. Đấy, hôm vừa rồi thì nên sâu nó ăn khá là nhiều, các bạn bắt không kịp. Bởi vì là nếu như là thực ra thì thực tế là trồng diện tích lớn thì chúng ta cũng không thể bắt được, mọi người không thể bắt tay được. Đấy, còn Maria đang ở phía sau, Maria đang vun lại những cái cây ngô nó bị đổ rạp sáng nay trời nó mưa. Đây, đổ như thế này này mọi người này. Đấy. Đấy, trời nó mưa như thế này này. Đấy. Thì nó sẽ bị đổ ra như thế đấy, cho nên là Maria sẽ dựng lấy những cây ngô đến lên. Cái này thì hết rồi. Tắp bóng Esasanota. Tại vì hôm trước mình lên mình thăm thì bảo Antonio phải phun đi cho nó kịp thời. Đây là ngô nếp của Việt Nam, nó nên phát triển khá là nhanh, khá là khỏe. Desanovi. Đấy, Antonio phun lúc 19 giờ ấy. Nhanh thật đấy. Dạo này nó đang có mưa đều đấy mọi người. Thế nên hy vọng là cái ngô này sẽ được có cái thu hoạch tốt. Mỗi một ngày mình lên trên này thấy nó phát triển lên cao lên rất là nhiều. Ở trên chỗ này thoáng hơn mà sao nó nghe có vẻ nó phát triển chậm hơn đây này. Chỗ này thì thoáng hơn ở phía dưới này nhá, mà lại phát triển chậm hơn này. Đấy, đi ra đây xem là Maria với Maxi đang nản như thế nào nhé. Đây cả Guma đang lên trên này. Sáng nay có một trận mưa to, gió nó cũng lớn, thế cho nên là những cái ngô này nó bị đổ này. Nó chỉ gọi là đổ ngả ngả đi thôi, bây giờ mình sẽ phải vun lại cho là cứng gốc. Đấy. Vì nó cũng to đấy, khá to. Đi. Đây Maria với Maxi đây. Thân của nó cảm giác như nó mập mạp lắm. Controna tu du cho Maria. Controna tu du sis tu. Maria đang có phải tay đang có phải đắp cho nó chắc đất đấy. Chỉ cần vun đậm vào một tí thì nó không bị ồ, còn kê cả đá vào đó hả? Kê cả đá. Nào, Pedra nào. Nào mà kê cũng là đi. À, ở chỗ đây nó dốc, chỗ đây nó dốc. Lực sĩ Maria kê cả đá vào gốc cây ngô nữa đây này. Chỗ đây nó dốc, nó đổ ấy. Chỗ này trồng hơi gì à anh ạ? Ừ. Đợi cho nó được tiếp tục rồi. Đây, cái rồi này tạm tạm như vậy là được. Lên dẫm thế này là được này. Tao đi ăn xa đá, ăn xa xú. Anh hướng dẫn cho Maria kéo đất từ dưới dãy này. Ta đa kia ăn xa xú, đa kia ăn xa xú. Maxi say, Maxi say. Ta dê xin Maria. Ta về. Levanta xin, depois você pisa, zapé, enliza, que fica. Aqui também. Để cho anh Quyết làm. Maria về primeira. Thì bói pizza ra. Em tao anh đi ra phía kia đi bè. Nào, không phải vất vả thế. Ok. Em sao tâm bên ta bò à? Em sao ta bò anh đã? Bây giờ ngô nó khá tốt rồi. Đấy. Bên này thế này. Bác sĩ xoay anh đã. Đất mềm lắm mọi người. Đất Quỳnh cảm giác Quỳnh đứng đấy lên là nó mềm lắm. Cái chỗ này này. Phải vun hết lên. Cái này bây giờ nó không bị đổ nhiều nên mình vẫn tranh thủ cho nó lên được. Lần trước mình cũng phun đất một lần rồi nhỉ, hay nhỉ? Một cái ngô này các bạn bán ra là cũng được 150-200 đấy, là rất là nhiều tiền so với các bạn đấy. Đấy, Maria này. Thấy chưa? Như thế này ok. Nó không đổ nhiều đâu mọi người, không đổ nhiều đâu. Vun hết lên. Chỗ nào vun rồi dẫm chân vào phát là được mà. Ừ, cái cuốc con này cũng có lợi thế của nó đấy. Ừ. Mình cũng không cần cuốc quá mạnh đâu vì đất xốp ở đây. Mình chỗ này nó rậm nên mình diện khoảng cách nó nhỏ nên mình dùng cái cuốc con nó dễ làm hơn. Vun đi ra nào.
Vậy anh đưa cho Maria, Maria làm xem Maria làm được không? Maria đang dùng cái con dao này không ăn thua. Đấy. Mọi người nhìn cái thân, cái gốc ngô này nhìn trông nó cũng rất nó béo mập như kiểu là chỗ mình trồng chỗ có nước ấy. Đó, mập mập ú. Nhìn cái giống của nó cũng dài đi. Như chỗ có nước luôn. Nó chỉ cần mưa mấy buổi là nó lên khỏe à. Tiện thể bạn lấy tay bạn cào luôn này. Lấy cái rồi lấy cái cuốc thì nhanh hơn. Maria. À, anh quyết thôi, cho bạn một cuốc này cũng được. Nó không đổ nhiều mà. Không đổ nhiều mà. Thỉnh thoảng những cái cây to hơn thì nó hay đổ hơn đấy anh quyết nhỉ. Chỗ nào mà nó thuận gió thì nó đổ. Cho mọi người ngắm lại cái vườn ngô nhìn xinh. Cái này do đợt trước nó được chưa được phun cẩn thận. Ali, controlla tu du Antonio nhá. Taki. Bây giờ nó rậm rạp rồi, nó xanh ngát rồi nên là mình thật ra mình quay ở phía trên nó dễ quay hơn. Quay xuống dưới rậm không nhìn được nó có bị chắn. Đấy. Ở đây nó còn có lạc năm ngoái mà mình trồng lạc nó sót lại bây giờ nó cũng đang lên nữa. Đây này, lạc đây này. Nó sót lại một ít ít thôi. Để xem Antonio làm nhé. Cái này là do những cái chỗ mà nó đổ là do trước các bạn vun nó chắc là chưa đủ đất vào những cái cây đấy. Nên nó dễ đổ hơn. Để mấy bữa này nó cao hết lên rồi. Mình làm như thế này nó đỡ táp vào nhau ấy. Thì nó phát triển đều hơn. Còn nếu như để đổ xong nó ngã vào nhau ấy. Xong nó chậm phát triển, xong lại gió tiếp thì cây này đổ, kéo cái kia đổ. Và này hiệu ứng domino ấy. Quá là nhanh ấy. Nếu mọi người xem ha, ở cái video trước Quỳnh với Quyết cũng có quay lúc mà nó có mấy con sâu ở trong ruộng ngô này, đi thăm cả ngô cả lạc đấy. Thì mọi người so sánh đến bây giờ chỉ có vài ngày sau thôi, vẫn là trong tuần thôi. Nhìn ngô nó đã khác hẳn rồi đấy. Có trận mưa và nó khác hẳn, trồng như kiểu chỗ có nước vậy. Chính xác là nó có nước. Không biết là ngày mai có nắng không ta? Mình sẽ cố gắng đi thăm hết luôn. Đi thăm hết luôn. Có vấn đề gì thì sẽ giải quyết. Lúa ở chỗ này thì cũng ok đấy. Mỗi ngày mình sẽ đi mình thăm một tí, một lượt. Lúa lên chỗ nào mà nó lên sớm thì nó đã ok hết rồi, còn chỗ nào mà bây giờ nó mới đủ được đất ra thì bây giờ đang lên đây này. Còn những cái cây này thì đang khá ok rồi. Còn cái khu này là các bạn ấy trồng củ đậu mới thì bây giờ nó đang mới lên đây. Củ đậu bây giờ nó đang mới lên đây. Ban nó đang bắt đầu lên. Đấy. Tiện đây chắc là Maria sẽ làm cỏ ở đây luôn. Quay lại cho mọi người xem toàn bộ ngô ở chỗ này. Ở chỗ này nhiều nắng hơn mà sao chỗ này lại nên chậm thế nhỉ? Cảm giác như trồng sau vậy anh. Đâu, mà trồng cùng nhau à? Ừ. Chỗ này là bị chậm hơn này. Chỗ này chắc nó bị khô hơn. Khô hơn nên nó chậm hơn. Ở cao hơn thì sẽ khô hơn đúng không? Vâng, nhưng mà vẫn có ăn thôi, vẫn có ăn bình thường. Chậm thế thôi nhưng mà nó không phải là quá chậm. Nó chậm so với cái thằng lớn nhanh thôi. Chậm hơn thì để cho ta thu hoạch theo kiểu ăn hết lượt này rồi đến lượt sau chứ đừng dồn dập quá. À. Mình nghĩ đến tôi đã thấy thích rồi chứ. Đã thèm ngô nếp rồi. Đã thèm rồi, em đi vào trong ruộng này em còn ngửi thấy mùi thơm thơm của ngô nếp. Tưởng thơm mùi thuốc sâu ấy. Không, thơm mùi của thân của cây nếp ấy. Ừ. Có thơm mà.
Anh ngửi lâu à, anh quay quen lúc mới lên phát là ngửi thấy mùi luôn. À, lanh quanh là bạn ấy đã làm lên đến cái những cái luống cuối cùng rồi. Đổ nó không nhiều, nó đổ ít thôi, không đổ nhiều. Maxi thì thấy mẹ làm gì là cũng làm cùng. Về bên ra nấu kẻ tia ra củ đậu nhá. Ừ, em xả củ đậu, xinh. Em xả củ đậu, em xả nào, ok. Maxi cũng biết đấy, biết cây nào là cây củ đậu rồi đấy. Maxi làm nhanh á. Thôi bây giờ khoảng tầm 5 giờ chiều mà vẫn nắng thế. Nắng kinh khủng ấy. Nó bù cho ban sáng có mưa đấy anh. Ừ, ban sáng thì mưa, bây giờ thì nắng. Tí như thế mà đã nóng rồi. Cuida đù Maxi. Năm nay nhà bạn ấy tha hồ củ đậu. Tha hồ củ đậu, nhiều lắm. Nhưng mà các bạn ấy không bán cùng một đợt đâu, bởi vì là trồng từng đợt một. Cứ mỗi đợt các bạn cách nhau khoảng một tuần, hơn một tuần, ấy, hai tuần. Ấy. Cho nên là sẽ bán từ từ, ok. Đã vậy đấy nhỉ? Thế xong rồi chúng ta cũng về thôi. Bạn cũng làm xong rồi đấy anh ạ. Ok, nên mình thế thôi. Sớm. Video hôm nay quay cho mọi người xem là vườn ngô của các bạn ấy đã như thế nào. Thì lên thì đã do cơn mưa sáng nay nó bị đổ. Bây giờ Quyết với Quỳnh sẽ về để cho các bạn tiếp tục làm nha mọi người nha. Xin chào mọi người nha. Rồi, tạm biệt mọi người. Chào mọi người nha. Ok, cho Maria chào cái kìa. Ok, xin chào mọi người nha. Rồi, tạm biệt mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video ngày hôm nay. Tạm biệt.